Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bên mình. Hôm nay Xuất Nhập Việt sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt đồng hồ Rolex. Đồng hồ Rolex là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới mà bất kỳ ai cũng mong muốn sở hữu được một sản phẩm từ thương hiệu này. Chính vì thế, đồng hồ Rolex fake ngày càng được bày bán tràn lan trên thị trường. Thậm chí, những chiếc đồng hồ Rolex fake cao cấp còn có ngoại hình tương đồng với những chiếc đồng hồ Rolex thật, rất khó để phân biệt. Video hôm nay, Xuất Nhật Việt sẽ hướng dẫn các bạn cách để phân biệt đồng hồ Rolex thật và đồng hồ Rolex giả. Trước khi mua một món đồ nào, đặc biệt là đồ đắt đỏ xa xỉ như một chiếc đồng hồ Rolex chính hãng, thì các bạn cần trang bị cho mình một số kiến thức để phân biệt đồng hồ Rolex thật và đồng hồ Rolex giả. Hiện nay, có rất nhiều cơ sở đang sản xuất đồng hồ Rolex fake rất tinh vi, đạt đến trình độ như thật, khiến cho khách hàng mua sẽ hoang mang khi lựa chọn, rất dễ gặp phải cảnh tiền mất tật mang. Sau đây sẽ là một số cách phân biệt của Xuất Nhật Việt đưa ra. Cách thứ nhất, phân biệt qua số series và cách dập số. Những chiếc đồng hồ Rolex thật luôn được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Vì thế, ngay cả những đoạn ký tự số series được dập trên thân đồng hồ chính hãng đều phải rõ nét, sắc sảo, đường nét hài hòa và tinh tế. Điều này khiến cho đồng hồ Rolex fake rất khó mà làm được. Các đoạn dập số trên số series trên đồng hồ giả, kể cả đồng hồ fake cao cấp, cũng không thể đạt được rõ nét tinh xảo như phiên bản thật được. Vì thế, quan sát dập số series chính là cách đơn giản đầu tiên mà bạn sử dụng khi kiểm tra chọn mua đồng hồ Rolex. Cách thứ hai, phân biệt qua mặt đồng hồ. Quan sát chiếc đồng hồ Rolex chính hãng, dễ dàng nhận thấy được toàn bộ các ký tự, chi tiết, vạch chỉ giờ, các kim giờ, kim giây, kim phút đều được chế tác vô cùng tinh xảo, đạt độ đồng đều dường như tuyệt đối. Bề rộng trên kim số và các vạch chia vừa phải, khoảng cách đều đặn và không có một nửa chi tiết nào thừa. Dòng chữ trên đồng hồ in, dòng chữ tên đồng hồ in trên mặt của Rolex thật cũng rất rõ ràng, đường nét gọn gàng, sắc nét. Ngược lại, những chiếc đồng hồ Rolex nam fake thì chi tiết không được đồng đều, có những nét thô kệch, ký tự mờ nhòe, khoảng cách ríu rít, mất thẩm mỹ. Cách thứ ba, đó chính là phân biệt qua kính lúc chỉ ngày. Ở góc 3 giờ của các mẫu đồng hồ thật đều có khung chỉ ngày theo hãng để người đeo tiện quan sát. Khung này được thiết kế với tấm kính giúp hiển thị gấp 2,5 lần so với số bình thường. Chính vì thế, nếu mẫu đồng hồ mà bạn đang chọn mua có phần ngày không được phóng đại thì chắc chắn đó là đồng hồ fake. Cách thứ tư, đó chính là phân biệt ở mặt sau đồng hồ và bộ máy đồng hồ. Ngoại trừ một số đồng hồ Rolex sản xuất năm 1930 hoặc dòng C. D. Wheatley thì tất cả đồng hồ của nhãn hiệu đều không được in, dập bất cứ chi tiết nào hay logo ký tự ở mặt sau. Điểm này hay xuất hiện ở các đồng hồ Rolex fake với các ký tự họa tiết ở nắp lưng mà ở mẫu đồng hồ thật không hề có. Ngoài ra, bộ máy trên đồng hồ Rolex thật được chế tác tỉ mỉ, hoàn hảo đến từng chi tiết, đều được khắc dấu tên thương hiệu Rolex. Điểm này không có ở các mẫu đồng hồ Rolex fake. Đồng hồ giả thường có chi tiết máy thô kệch, không có thông số và thương hiệu trên nắp bề mặt. Cách thứ 5, đó chính là phân biệt qua trọng lượng. Một chiếc đồng hồ Rolex fake chắc chắn làm từ nguyên liệu rẻ tiền, gia công kém chất lượng nên trọng lượng thường nhẹ hơn nhiều so với đồng hồ thật. Cảm giác cầm cũng không được chắc chắn, mỏng manh. Đồng hồ Rolex thật nặng, chắc chắn và tinh xảo. Cách thứ 6, cách mà ít người để ý đến, đó chính là phân biệt qua biểu tượng Rolex siêu nhỏ. Kể từ năm 2002, các mẫu đồng hồ Rolex chính hãng được khắc thêm một logo vương miện quen thuộc tại vị trí 6 giờ rất nhỏ, đầy tinh xảo và sắc nét, tăng thêm phần nhận diện cho Rolex. Chắc chắn chi tiết này sẽ không có trên các đồng hồ Rolex fake. Vì thế, khi chọn mua đồng hồ sản xuất từ năm 2002 trở đi, hãy quan sát xem trên mặt sapphire của nó có được khắc chi tiết này không nhé. Video trên, Xuất Nhật Việt đã hướng dẫn các bạn cách để phân biệt đồng hồ Rolex. Hy vọng thông tin có thể hỗ trợ các bạn trong việc chọn mua đồng hồ Rolex chính hãng. Đừng quên truy cập xuatnhatviet.com để biết thêm các thông tin về các sản phẩm cũng như các thương hiệu đồng hồ lớn. Nếu bạn là một người chưa có kinh nghiệm hay là kinh tế thì các bạn có thể mua hàng second hand. Xuất Nhật Việt là một địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm second hand như hàng đồng hồ, túi xách, ví, hàng hiệu, đảm bảo chính hãng và bán với giá ưu đãi cho các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.